Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel Toy Hunter ha. Và hôm nay mình có mua được một ít đồ ở của Nhật, nói về Dragon Ball ha, dòng HG và nhiều món khác ha. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem trong cái ba cái hộp này ha, 1, 2, 3, và mình sẽ review ha. Đầu tiên ta sẽ review cái hộp trước nha các bạn. Ở đây mình có xé trước rồi nên mình xem cái gì ở bên trong ha. Các bạn đừng có thắc mắc ha. Cảm ơn các bạn. Sẽ review cái hộp này trước ha. Đầu tiên là một cái con Timber ha. Ở đây là hàng chính hãng nha các bạn. Các bạn có thể kiểm tra nó đây. Ở đây là em Goku ha. Dòng này thì dòng Miki là dòng nhựa đóng ha. Nhưng nhìn nó rất là đẹp. Goku khỉ kim cương ha, nhìn cái răng của nó nhìn rất là đẹp, giống như thật vậy các bạn, nhọn nha. Và ta sẽ gắn đi các bạn. Ta sẽ review cái này ha. Bây giờ ta sẽ review cái này xem ha. Cái phụ trong cái lồng kính ha. Đây các bạn xem. Đây là hộp tiếp theo nha các bạn. Xem ha. Đây. Thank you.
Để mình lấy dao mình lọc cho nó nhanh nha các bạn. Chứ không biết đường mất công đợi các bạn đợi lâu quá. Thank you.
xăng rồi thì không có tiền để hết tóc. Thank you.
trà là ha. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó đứng lên nha. Vâng, video tới đây là kết thúc ha. Các bạn xem có mẫu nào ưng ý hay là có comment gì đó nếu mà mình có nói sai ha, mong các bạn bỏ qua tại vì mình